Trà tỏi, một cái loại trà rất là dễ làm và được coi như là một cái loại trà thay thế thuốc kháng sinh hiệu quả. Như chúng ta đã biết thì tỏi là thần dược cho sức khỏe vì nó có nhiều công dụng mà chúng ta kể ra không hết luôn. Giống như là nó chống nhiễm trùng do vi khuẩn và virus, ngăn ngừa sự hình thành của các cục máu đông trong cơ thể nhờ cái đặc tính chống đông máu của nó. Các hợp chất allicin trong tỏi sẽ giúp kiểm soát cái huyết áp. Đó là lý do tại sao tỏi là một cái thành phần thay thế tự nhiên phổ biến với cái thuốc huyết áp. Ngoài ra thì tỏi còn rất tốt cho sức khỏe tim mạch, giảm cái nồng độ cholesterol xấu, duy trì cái lượng đường huyết an toàn. Và đặc tính nổi bật của tỏi đó là nó phòng ngừa được cái căn bệnh ung thư nha các bạn. Thế nhưng mà cái tỏi này á, thì người ta hay e ngại về cái mùi của nó. Dù là chế biến hay là chúng ta ăn sống thì cái mùi của nó khiến nhiều người rất là khó chịu. Vậy thì làm sao để chúng ta hưởng được hết cái công dụng tuyệt vời của tỏi mà tránh được cái mùi của nó? Thì đó là chúng ta sẽ làm trà tỏi nha các bạn. Và cái trà tỏi này thì đây nó là một cái loại thức uống vô cùng bồi bổ. Nó rất là bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, dùng để tăng cường thể lực, cải thiện sức khỏe, đồng thời cung cấp năng lượng và kéo dài được tuổi thọ nha. Và kênh xin chia sẻ cái cách làm trà tỏi khá là dễ làm và đơn giản. Chúng ta nguyên liệu thì chúng ta chuẩn bị là tỏi á, tách tép ra, chuẩn bị từ khoảng 3 đến 4 tép tỏi nha, 200ml nước, 3g cái gừng mà chúng ta nạo ra rồi đó, và một thìa nước cốt chanh này thì tương đương khoảng 15g đó các bạn, và một thìa mật ong nguyên chất nha, tương đương là 25g. Chúng ta cắt tỏi lát mỏng, vì theo nghiên cứu á, trong nghiên cứu thì cái chất allicin trong tỏi nó sẽ được kích hoạt trong khi nấu. Vì thế bạn nên thái thật là mỏng nha, để trên thớt 10 phút rồi chúng ta mới nấu để bảo toàn được cái chất allicin. Sau đó chúng ta đổ nước vào tỏi và đun sôi lên. Thêm một cái lát gừng băm nhỏ, tiếp tục đun trong 15 phút với lửa nhỏ nha. Tắt bếp và cho thêm một cái thìa nước cốt chanh và một cái thìa mật ong. Chúng ta nhớ là khi tắt bếp thì mới cho cái chanh vô, nếu mà cho sớm ấy, thì nó sẽ bị đắng đó các bạn. Và khi mà chúng ta sử dụng ấy, thì cái mùi hôi của tỏi nó sẽ biến mất nha. Vì chanh này, gừng này nó sẽ đánh mất mùi của tỏi. Và chúng ta có thể uống trà tỏi vào mỗi buổi sáng trước khi chúng ta ăn nha. Và khi đã sử dụng cái trà tỏi như thế này này, nó rất là đơn giản nha các bạn. Nhưng nó có vô vàn những cái tác dụng mà kênh sẽ chia sẻ một số cái tác dụng đặc trưng để cho các bạn cùng tham khảo. Đó là nó sẽ cải thiện được cái sức khỏe tim mạch. Trà tỏi thì nó giúp kích thích lưu thông máu, làm giãn các mạch máu và làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó tránh xơ cứng động mạch. Tiếp theo là trà tỏi sẽ chứa nhiều vitamin. Trà tỏi có chứa các vitamin A, vitamin B1, vitamin B2 và vitamin C, cũng như một số chất chống oxy hóa tuyệt vời, có thể cải thiện được thị lực này, làn da này và giúp ngăn ngừa lão hóa sớm. Tiếp theo thì trà tỏi này nó có thể giảm cân được nữa nha các bạn. Trà tỏi thì giúp hỗ trợ cơ thể hòa tan được các chất béo dư thừa trong cơ thể, từ đó đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và giảm cân. Uống một cái ly trà tỏi vào mỗi buổi sáng không những chăm sóc sức khỏe mà nó còn giúp chúng ta có một cái dáng đẹp nữa nha. Và thêm một cái tác dụng tuyệt vời từ trà tỏi đó là nó thay thế được các loại thuốc kháng sinh. Khi mà người ta đã uống cái loại trà này sau các trận chiến, những ngày xưa nhớ, những người mà trong thời chiến tranh á, thì người ta đã sử dụng cái trà tỏi này này thì để người ta sẽ chữa được cái căn bệnh nhiễm trùng nha các bạn. Vì thế mà trà tỏi được ví là một cái loại kháng sinh tự nhiên tốt nhất luôn. Ngoài giảm các triệu chứng của cảm lạnh và cúm thì thức uống này sẽ giúp bạn chống lại nhiều các loại bệnh tật khác nhau và cải thiện sức khỏe của tổng thể.